Chào các bạn đã quay trở lại với Radio Kỳ Số 2. Bài radio được phát đặc quyền trên kênh của Zen Vlog. Các bạn nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Em không theo đuổi anh nữa. Em không dại khờ như xưa. Em sẽ là bản thân anh thay vì cứ mãi mong chờ cơn mưa. Người ta nói với em rằng yêu một người không yêu mình là sai. Nhưng cuộc đời em đã sai nhiều rồi. Sai thêm lần nữa chắc cũng không sao anh nhỉ. Em đã đem lòng thích anh trong khoảng thời gian mà anh không hay biết, ở quá khứ mà anh không nhìn tới, hoặc ở tương lai khi anh quyết tâm bước về phía em, hoặc cuối cùng lại lựa chọn về xa em. Trên thế gian này có trăm ngàn kiểu yêu, giống như trên tinh cầu này có bao nhiêu dòng sông đếm không xuể, nhưng sẽ chỉ có một dòng đến từ nơi em. Anh trân trọng cũng được, không trân trọng cũng chẳng hề sao. Nếu anh đánh mất em rồi, em sẽ không để anh tìm lại được em nữa. Có lẽ em đã hiểu được vị trí của mình trong lòng ai đó, không phụ thuộc vào việc mình yêu họ bao nhiêu hay làm những điều gì cho họ, mà nó phụ thuộc vào việc anh có nhìn thấy hay không và có hiểu hay không. Em yêu anh nhiều như vậy, nhưng cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống không giữ lại được đỉnh người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không thể giữ được người mình yêu, và cuối cùng người em yêu lại chọn cách từ bỏ, rời xa em. Sẽ có ngày anh gặp một người mà chị thương, nói đến trước sự yêu. Yêu có thể không yêu nữa, nhưng thương thì dai dứt cả cuộc đời. Em thương anh, thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn thương. Thật đáng tiếc anh không biết, không bao giờ biết, vì anh mãi mãi không nhìn đến em. Dường như giữa hai chúng ta luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Nếu em tiến thêm một bước thì anh sẽ lại lùi đi hai bước. Ta xa nhau theo cách rất đặc biệt đến đau lòng. Em mệt thật rồi anh ạ. Em cảm thấy như thể cuộc đời này không có chỗ dành cho em vậy. Không có gì là của em hết. Ngay cả người em nghĩ là của em, sau này cũng là của người ta. Cho dù có bị cả thế giới quay lưng, nhưng em lại cảm thấy chẳng có gì đáng sợ bằng việc bị ai đó mộng mà. Em sợ hãi với nỗi cô đơn vô tận trong tình yêu mà em dành cho anh. Em cứ loay hoay chật vật trong chính nỗi cô đơn này mà chẳng thể nào thoát ra được. Có lẽ ngày em quyết định buông bỏ, mọi thứ đều ổn trừ em. Các bạn thân mến, các bạn mới nghe xong radio kỳ số 2 của Zen Vlog. Mong rằng trong tương lai, bạn nam trong radio của chúng ta sẽ gặp được một tình yêu hạnh phúc hơn và xứng đáng hơn với bản thân mình. Bài radio được đọc bởi giọng đọc là Vũ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.